Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin giáo dục đáng chú ý hôm nay. Ông Vương Tấn Việt tự nguyện giao nộp các văn bằng không hợp pháp. Sáng ngày 22 tháng 10, trao đổi với Vietnamnet, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, ông Vương Tấn Việt đã thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và cũng đã tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết, nhà trường đang thực hiện thủ tục thu hồi bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa cấp cho ông Vương Tấn Việt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ông Việt theo học chương trình ngành ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội, trong thời gian từ năm 1994 đến 2001. Đây cũng là trường đại học đầu tiên cấp bằng cử nhân ngành tiếng Anh cho ông Vương Tấn Việt. Sau đó, đến năm 2019, ông Việt mới tiếp tục được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng 2, vừa học vừa làm, xếp loại giỏi tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Trường Đại học Hà Nội cho hay, không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt, vì theo quy định, thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học. Thời gian học ngành ngôn ngữ Anh của ông Việt tại trường này kéo dài 6 năm, 4 tháng, nằm trong khung thời gian cho phép đối với hệ đào tạo từ xa. Trong ngày hôm qua, 21 tháng 10, sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng việc đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, xác định ông Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Cách đây hơn 2 tháng, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng tên ghi điểm tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Trước đó, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về việc rà soát văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang. Bộ đã bước đầu xác minh được nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo chia sẻ với Vietnamnet, thời gian qua, khi có các thông tin về văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, Bộ đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục liên quan báo cáo. Bộ cũng đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh và phối hợp xác minh, làm rõ thông tin trên tinh thần và nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông tin về kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, sinh năm 1959. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, thời gian qua, Bộ đã xem xét quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt theo quy trình kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật. Kết quả xác định, ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bản đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời rà soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng tên ghi điểm tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Trước đó, theo thông tin từ Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2001, ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội, ngành tiếng Anh.
Năm 2017, ông trúng tuyển văn bằng 2, khóa 1, trình độ đại học luật, hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Luật Hà Nội, mở tại trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật, văn bằng thứ 2, vừa làm vừa học theo quyết định số 140 QĐ-DHLHN ngày 15 tháng 1 năm 2019 của trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi. Tháng 11 năm 2019, ông trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023 theo quyết định 4567 QĐ-DHLHN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, ông Vương Tấn Việt được công nhận nghiên cứu sinh theo quyết định 5114 QĐ-DHLHN của trường Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật Hiến pháp Hành chính. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, ông được cấp bằng tiến sĩ luật ngành Luật Hiến pháp Hành chính theo quy định số 1141 QĐ-DHLHN của trường Đại học Luật Hà Nội. Theo trường Đại học Luật Hà Nội, tổng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm. Tuy nhiên, với việc sử dụng bằng cấp 3 giả, toàn bộ các văn bằng của các cơ sở giáo dục đại học đã cấp cho ông Vương Tấn Việt sau đó sẽ không được công nhận và bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông tin, đêm qua, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Chami, bão Chami. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-75 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-4 mét. Cơ quan khí tượng nhận định, khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ khoảng chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 3-5 mét, mưa dông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương được đặt tên theo danh sách các tên mới. Các tên mới được bổ sung gồm các tên do 14 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thành viên Ủy ban Bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đề xuất. Mỗi thành viên cung cấp 10 tên, tạo thành danh sách 140 tên bão. Các cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được WMO ủy quyền cho Trung tâm Bão Bão Nhiệt đới Tokyo thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đặt tên. Trung tâm Bão Nhiệt đới Tokyo, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sẽ lần lượt dùng những tên trong ngân hàng 140 tên để đặt cho các cơn bão trong khu vực. Các tên bão mà Việt Nam đóng góp là Sơn Tinh, Cỏ Mai, Bằng Lăng, Ba Vì, Côn Sơn, Sơn Ca, Trà My, Hạ Long, Sông Đà, Sao La. Các tên Lê Mi Ca, Hoa Mai, Vàm Cỏ cũng từng được Việt Nam đề cử. Trước tình hình áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp và có khả năng đi vào Biển Đông, ngày 21 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, ngoại giao, thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Trong 24 giờ qua, khu vực Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 80-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, 306mm, Tam Trà, Quảng Nam, 231mm và gây ngập lụt một số khu vực. Dự báo từ 21 tháng 10 đến đêm 22 tháng 10, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đồng thời, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía đông Philippines, có tên địa phương là Christine, dự báo mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Khoảng ngày 25 tháng 10 có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông có khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định,
theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Trên đất liền, các bộ, ngành, tỉnh, thành trên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di rời sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Đồng thời tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các bộ, ngành, tỉnh thành chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai để các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, đồng thời trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.